sáng tỏ hơn sao. Ông bần cầm xe như chiều từ mùa long đao, chân ông vắt treo như khổng minh ngồi xe sách. Ông hút thuốc vào như nghi long quân
dao trong tay chắp mi chân ra không sơn xoay trời đất hoàng bề mở có vô tận vần vần có chén xà thơm sớm mì trước đôi ba tuần ông bảy là tài tử khách văn nhân do bỏ lúc nghe thú tình vùng non đi nước lấy cây bài lá ông bảy ngựa vui khi xuân ra về cảnh non bồng bồng ông nghe ngồi giá ngự ông ngự về đồng ông lại giữ hội tổ tô tập công đồng đồng các ghế dài chiếu long lần hương sông nghi gấm mi vóc áo quần nề sang tay châu bó xòe kim ngân ra đánh kinh có tứ thập hồng bạch đình chi chi tôm heo bạch thủ ca ni bị tứ xuyên lục nghìn nước họ hoang cùng hồ chi hai leo tám đỏ có thêm cửa chi các cô tiên nàng mừng sơ họ xeo hồi sau lại thông bạch đình có chỉ có thôm đôi mươi dịch nghề ba xuống sáu kèo trong xuyên biển to nhất làng hoàng bảy ô chi thập mì hồng bạch bạch đình cửa tam phạt tam sách cho vào bí tôm nhắn ai ông bày nhắn ai lên đi chợ cầu nôm hỏi thăm mấy anh cửu phạt chiều hôm đang đứng chờ chạy lưng lờ có chàng mũ sách nghe
đứng chờ một khi. Cuộc cờ xóa xóa bầy bầy ván đi bài tam khúc xưa này thật tức ngỡ cười. Được thua phán kết mà tôi khi suy tương sĩ thì cũng đi đời nhà khi bình địa lúc lại phong ba nhiều trung sư tốt ấy mấy là tài. Mà tiến ra xa xưa nay việc nước việc nhà nhiều chung giữ tốt anh mấy là thành công. Dòng nghi đĩa rào rào ông ngơ bầy tan chăn có ghế nào dám vào ăn. Họ trần máy ra là người có phúc là có phần mở ra giấc được mười phân cho về người. Cho thắng hoài như không trần gian đi khát đi nước tứ tung ngập dù nhau chẳng lẻ vòng trong vòng ngoài. Vận đen đỏ thiệt là hơn nó thế nào. Mà bỗng cơn đen như gió thổi ao năm cánh quan hoàng bày chút nết cả kho vào kho chân ghế ông. Thương đăng thần đã được sắc phong quyền cai tam phu công đồng quyền hoàng cai quản các chư thanh đồng bốn càng say xa xén
mời giáng hạ hình thì đức nữ hoàng loan đi ra ngự phủi hoàng đế chắc rằng giáng dương đồng phuông phủ đệ tử mãi hưng lòng thọ chế. Mong sửa sáng ra đứng hầu yên cốt nàng cả quạt như nước phá trà tàu sơn ni lâm thừa ý ông bảy vật vật đầu bạc khen còn nàng ta thì vào rừng đi hộp thuốc ngang thế à vừa ý ông bày hoàng sùn sơn lâm đốt đỉnh nhang trầm tiến cô nàng tử cô đốt đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô tứ khéo tỏ tay ông bày cầm mà móc gầy bốn năm cũng nghe non nữ hà dâng chiếc lược ngà tiến cô nàng tám cô dâng chiếc lược ngà đôi tay cô trải chuốt xào thật là ma khéo thay tay tiên cô nàng chín yêu ai tay ngày ngày cô chín dân một đôi giày hầu ông múa lượt bài bóng tiên cô nàng người có lượt bài bóng cánh nghe ba giờ tí cầm đèn lồng cô bước tiến công 11 nhị quạt nhị nước phá xa ấm tiên bình ngọc đôi tay ngả dâng lên trải chiếu chia bài con cô 12 trải chiếu chia bài hoàng gia ngự thì nào có ai dám sánh nhau thủ mãn hội đồng lệnh hoàng sai thủ mãn hội đồng phụng nghinh đón rước ông bảy hoàng đế bảo hà thú thôi việc hoàng sai